Hello, Bảo Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh Danh Hài Bảo Trung. Hôm nay Bảo Trung có mặt tại 25 Tú Xương, quận 3, nhà hàng cơm chay Tâm Vị. Tâm Vị, quận 3 nhé, 25 Tú Xương, quận 3 nhé. Ok, hai chú cháu đã làm vô một cái phim Cà Lâm Lập Nghiệp. Thì bây giờ hai chú cháu lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Ok, Kiệt có rủ Bảo Trung nói là tới nhà hàng chay đi ăn. Thì nó nói chợ bữa nay đâu có ngày chay đâu, nhưng mà Kiệt tới ăn đi, ngon lắm. Dạ ngon lắm. Ngon thiệt phải không? Dạ ngon lắm. Ngon thì vô. Dạ, dạ. Thợ cho bảnh cái kiểu này là cười khô răng hết. Dạ. Ủa xin lỗi em, nay em là khách thường xuyên đây à? Dạ, hôm nay em là khách thường xuyên thì em đã đến quán này lần thứ 2 rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Số mấy ta? 25 Tú Xương. 25 Tú Xương quận 3, nhà hàng chay Tâm Vị. Tâm Vị, nhà hàng chay Tâm Vị. À. Thì hôm nay tới đây cũng tình cờ gặp khách ở đây tới ăn cơm chay, đúng không? Dạ vâng. À. Thôi giờ mình vô ăn cơm chay đi. Dạ. Anh sẽ mời, À, 25 Tú Xương quận 3, nhà hàng Tâm Vị. Để vô bên trong coi thế nào ha. Ôi nhà hàng lớn quá Kiệt. Dạ. Nhà hàng lớn quá. Dạ. À, giờ này chưa phải là giờ cơm phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mình mình phải order điện thoại hotline đặt bàn trước. Ok, hay quá. Đông lắm. Đâu vậy ha? Chưa đông lắm chứ. Ok. Chưa làm tới không có chỗ ngồi luôn á. Oh, hello. Dạ. Xin lỗi. Dạ đây là bếp trưởng. Bếp trưởng hả? Dạ. Trời. Tên là anh chàng. Dạ. Anh chàng bếp trưởng. Là bếp chính. Ok. À lại ủa đây kêu rồi cũng đặt hàng trước rồi đó hả? Ồ hay nha. Hay quá vậy. Dạ. Mở kiến là mới thấy, nãy giờ không thấy gì hết. Dạ. Cái này cà ri nè. Dạ. À cái này món này Bảo Trung thích nè. Dạ. Cái gì? Ngọt cua nấm ạ. Ồ, cái này Bảo Trung thích nè. Dạ. Thôi món động thích đó. Dạ. Món này là nem vuông Tâm Vị và cơm chiên Tâm Vị ạ. Cái này là miếng xào Tâm Vị luôn ạ. Ồ, đã vậy. Bên mình nãy có order mấy cái này không? Dạ có. Dạ. Có luôn hả? Trời đã vậy. Nè, qua đây. Đâu ngồi đâu? Dạ đây. Đây. À. Cái món này là món cái món này là món gì? Dạ, đây là món gỏi cuốn nấm. À. Này là món cơm thơm Thái. À. Còn món này là gỏi bưởi của Tâm Vị. Gỏi bưởi? Dạ. Cái bưởi làm gỏi được sao? Dạ được chứ anh. Dạ lát ăn thử cái này nè. Dạ. Giống gỏi Thái Lan nè. Dạ. Còn cái này là cái gì? Đây là nem vuông Tâm Vị. Rồi mình ăn với bún. Dạ đúng rồi. Ồ. À, ôi. Nước uống nè. Trà sen Tâm Vị. Trà sen Tâm Vị. Dạ. Cái gì cũng Tâm Vị hết vậy hả? Dạ đúng rồi. Ô tới cái khăn lau mặt cũng Tâm Vị. Ok, cảm ơn bếp trưởng nhiều. Dạ. Tên gì? Em tên là Mr. Chàng. Dạ, Chàng, Chàng. Dạ, Mr. Chàng. Chàng chứ không phải nàng phải không? Dạ, Chàng. Tràng, ok. Ok. Đẹp trai cả hai người, thank you. Ok, thank you, mới ăn nha. Chưa biết ngon không, thank you trước. Dạ. Ở đây là quán ăn Tâm Vị, nhà hàng chay 25 Tú Xương quận 3. Thường thường cái con đường này mà mình dám mở cái nhà hàng chay là ghê lắm. Nói nghe nè, đây là vô chút nói chuyện nghe coi. Ăn được rồi phải không? Dạ. Chú lại tưởng đâu là con dẫn chú đi ăn mấy cái quán nhỏ thôi. Dạ. Cái quán này bộ lớn lắm mà. Dạ lớn lắm chú, nó sức chứa là khoảng được 300 người á. 300 người? Mà chưa là đông lắm. Ồ. Mình còn phải đặt trước, sợ không có bàn mình ngồi á. Ồ. Dạ, còn trên lầu nữa. Rồi sao nay hết người ta gặp nhau với rủ đi ăn chay vậy ta? Dạ. Mà chú là cũng thường thường ăn chay lắm. Dạ. Hồi sáng này cũng mới ăn mì chay.
ngồi đi nước nói chuyện làm gì? Dạ. Thí dụ nè, thí dụ như mình muốn ăn phải order trước. Dạ, phải order đặt bàn trước. Đặt bàn trước. Ở đây là nhờ những cái món ăn thường là con thích ăn á hả? Dạ đúng. Chú cũng thích mấy cái món này là lạ nè. Dạ, món này là gỏi bưởi. Gỏi bưởi. Dạ. Giống như gỏi Thái Lan rồi đó. Mà đặc biệt cái nhà hàng này con thích đến chỗ là không có dùng bột ngọt. Ồ vậy hả? Không có dùng bột ngọt, 100% không dùng bột ngọt. Sáng này chú mới đi ăn chay, sao trùng hợp em không hiểu nữa. Ăn mì chay nhưng mà ăn quán cốc thôi. Dạ. Giống con nãy con tưởng là chú đi với con lại cái mấy cái quán thường thường. Dạ. Không ngờ lại đây cái đường này đó mà dám mở cái quán chay thế này đó. Dạ. Hay lắm đó nha. Tại vì con quán chay thì nhiều rồi nhưng mà cái không gian trong này, cái quán này cũng rất là thích. Tại vì mình có thể mình vừa ngồi ăn rồi mình đọc sách nữa. Dạ. Mình ủa vậy hả? Dạ. À, đọc muốn... sách rồi mình có thể lên lầu mình uống trà đạo. Dạ. Ồ vậy hả? Đã hả? Dạ. cái tú xương, cái đường tú xương này là toàn là quán giữ không, cơm niêu này nọ tú xương được nó giữ không á. Dạ. Mà cái tiền gen đây nó rất là đắt đúng không? Dạ mặt, đúng rồi. Mặt nó đắt không, nó cũng là giá bình dân chú. Dạ. So với các nhà hàng đây giá cũng như nhau, không dạ. Có quá không cao. Không, cái tiền mướn nhà nè, cái tiền mặt bằng đúng, rất mặt là lắm. Cao. Dạ. Ở đây được tú xương là mặt bằng cao, tiền dạ. Cao lắm nhưng mà dám ở đây là ghê luôn hồn dạ. Luôn. Mà chú không ngờ tưởng nó có nhiêu đây thôi, ai về đâu ta hai dạ. Hai. Mặt bằng nghĩ tới 6-7 ngàn đô có chú. Dạ. Dạ. Vô ngồi với bộ. Đứng nước gì vậy? Ngồi đây nè. Đây là y chung. Dạ. Là hát chung với okay. Với chú. Dạ. Đây là Diêm Minh Kiệt. Dạ. À, cũng đứa cháu mà hồi đó là quay cho nó dùm cho nó cái tòa Cà Lâm lập nghiệp. Dạ. Cái đó nổ quá ăn khách quá ha. Dạ lúc đó đi đâu ai cũng nhắc tới cái bộ phim đó. Dạ. Lúc đó là vừa làm xong là nước ngoài mời liền là thấy chưa? Dạ. Bây giờ chưa vắng khách nè. Chú tham quan lầu chút được không? Dạ được. Vắng khách mà. Dạ đúng. Rồi mình lên lầu thử thôi. Dạ. Mình có chỗ uống trà đâu có sao? Để lại đây đâu có sao không? Dạ không sao. Ok. Dạ. Ăn rồi đó hả? Ngon không? Mời các anh ăn. Dùng đi để chung đi lên chỗ có uống trà coi thế nào. Ok. Dạ. Ok. Bamboo. Thiết kế bằng tre không ha? Dạ. Còn thang máy, thang bộ. Thang bộ mà thiết kế bằng tre không? The bamboo. Ờ, trên này còn trên đó nữa phải không? Dạ. Ờ, trên cao qua đây là cũng có. À, ngồi uống trà là uống đây dạ, phải không? Uống trà rồi mình đọc sách đó chú. À, dạ. Uống trà. Còn cứ là thích không gian ở đây. À. Ở đây mình thấy ngồi ngoài mình nhìn cái nó đẹp. Ở đây mình uống dạ. Trà đọc sách nhưng mà sách là sách của đạo luôn. Dạ, sách này là của sư phụ Thích Chân Quang, Thiền Tôn Phật Quang. À. Dạ. À. Toàn sách là của sư phụ hết. Dạ. Rồi, tham quan cái này hiểu rồi. Dạ. Rồi còn trên lầu nữa phải không? Dạ, trên lầu là tụi con đang để trống trên đó mà sắp tới là sẽ làm một cái quán cà phê trên đó luôn. À, dạ. Cà phê Sân Thượng. Dạ. Có dấu của tôi gì không? Dạ, đâu có dấu. À, có dấu của tôi gì không? Cái quán này nghe nói mới nói lộn hay gì đó, hay nói thiệt rồi đó. Dạ. Là sắp tới tụi con có làm gì đó là đừng nói cái chủ quán đây nha, chủ dạ, nhà hàng đây con, nha. Con có chút cổ phần trong đó thôi. À, có cổ phần hả? Dạ. Hèn chi. Ê, cái không gian ở trên lầu 1 nó đẹp và dễ thương quá. Dạ. Là tại vì có chỗ ngồi uống trà này nọ đâu. Dạ. Ủa ăn luôn hả? Dạ. Tưởng nãy chủ quán chứ. mình bao lại đọc cái số hotline luôn chú ơi. Dạ. Cái trà này gọi là trà gì ngon quá vậy ta? À, để con xíu. Hồi nãy giờ tưởng kem không à? Ai về trà? Trà sen tâm vị là gì? Dạ đúng rồi. Quán đặc trưng của nhà hàng luôn á chú. Ừ. Dạ. Nó có cái nữa. Dạ. Nó là hạt sen. Hạt sen. Dạ. À. Nó hạt sen và kem, dạ kem trong đó. À, cái số mình muốn đặt bàn chỗ thì hotline thế nào, số mấy? Dạ 087-987-2525. Không làm được cái này tốt quá chứ, nói thật sự. Mà chú biết hả, cái tên Tâm Vị này á, là lúc mà tụi con nghĩ ra một cái tên nhà hàng rất là khó. Tại vì mình nghĩ những tên đẹp là search trên mạng á là đều có hết trơn rồi. Ừ. Thì con mới là nhắn tin cho sư phụ con, là sư phụ ơi bây giờ cái tên như vậy đó. Thì sư phụ cũng dành thời gian đặt cho cái tên của nhà hàng con là Tinh Tâm Vị. Dạ. Thử bây giờ mình thử trước được không? Hay là đợi đầy đủ ăn? Dạ mình ăn luôn đi. Ăn đi thử thôi, thấy nó lạ nè.
nó lạ lạ nè. Dạ dạ dạ. Không, cái này thử thử cái này trước, cái này chấm với cái gì ta? Cái này chấm với súp. À, thử thử nha. Cái này là cái gì nãy nói quên rồi, nấm. Gỏi cuốn nấm ạ. Cơm nấm. Gỏi cuốn nấm. Gỏi cuốn nấm. À, cơm. Hay là gỏi cuốn nấm. À, nó giống như trái vừa gỏi cuốn mà nó vừa giống như là cái gì mà của mình ta ăn cá hồi sống vậy đó. Dạ. Sushi. Dạ dạ mời anh. Dạ. Ừ. Ngon. Tại cái này á là mỗi lần nhà chú đám dỗ á, nhưng mà làm là mặn nha. Nhà chú là đám dỗ ưa gói này lắm. Dạ. Người gói cuốn giống như gói cuốn hả? Dạ. Ừ. Mà ngon có trong ở cái nước sốt ấy. Nước sốt đúng rồi. Nước sốt rất là đặc biệt. Dạ. Ngon. Mà chỉ nấm không người ta hả? Dạ bằng chỉ có nấm với cuốn với rau này. À phải trộn. Ăn được kìa. Dạ dạ. Ngon. Đây là cơm chiên thơm Thái. Ừ. Rất là ngon. Chai mày làm đủ thứ gì hết trơn. Dạ. Hello em. Đội media. Hello. À, ngồi đi em, ngồi đi. Xin lỗi, nó chờ lâu quá, ăn trước rồi. Cái này thử ăn cái gỏi này thử coi. Dạ, gỏi bưởi chú ạ. Gỏi bưởi, gọi bưởi. Gỏi bưởi mình chấm nước tương phải không? Cái bưởi không ạ, gỏi bưởi nó không cần chấm ạ. Không cần chấm. Với cả cái bánh hồng tôm ạ. Hồng tôm. Từ gỏi bưởi là ăn chung với bánh hồng tôm, thử nha. Vừa ăn ha. Lạ ha, gỏi bưởi ăn ngon quá. Lần đầu tiên chúng ăn gỏi bưởi không? Dạ. Món này là món đặc trưng của nhà hàng, gỏi bưởi Tâm Phúc chú ạ. Dạ, đặc trưng của nhà hàng. Chú dùng thêm món này nè chú. Món này cũng rất là ngon luôn. Dạ. Cái đó món đó nhìn thấy ngon rồi. Nhìn thấy ngon rồi mẹ, chưa ăn thôi. Chấm với nước mắm chua ngọt. Ừ. Đây là nem vuông tâm vị. Món này là món nem vuông tâm vị. Ừ. Cũng là best seller của quán luôn á chú. Ừ. Dạ. Cái này là nem gì? Dạ nem vuông tâm vị. Nem vuông hả? Dạ. À đó hình vuông hay gì? Dạ đúng rồi. À hình vuông bây giờ sắc thành hình tam giác. Ngon lắm. Ở trong này có bún tàu nè. Ăn rồi nè mà không thấy đuôi hả? Cái này là bún tàu nè. Rồi có gì trong lum ở chân không biết nữa. Thử thử. Chưa ăn món này thôi, ba món là ok đúng không? Ba món là chưa con đi. Nhưng mà đồ chay đó, mình ăn về đó không ngán nè. Rồi ăn về là thấy nó thay đổi món này nọ, không có ngán. Mình hoàn toàn làm từ rau củ và nấm. Chứ ở nhà mà ăn chao với rau luộc hoài nó ngán. Ở đây cái món nào cũng tâm vị hết á. Để nãy cái hút cái nó có cái sen ngọt lắm. À, giống như trà sữa. Thử muỗng cơm nha. Thử. Cái này là ăn với cái này phải không? Dạ đúng rồi. Và lạ ngon. Ngon chút. Ngon lắm. Dạ. Nếu quý vị ăn chay mà ở nhà không có nấu đồ ăn thì có lại tâm vị 25 Tú Xương quận 3. Số hotline là 087 987 2525 là cái số 25 của đường Tú Sương. Ok. Thôi Bảo Trung xin chào tất cả quý vị. Bây giờ là Bảo Trung cứ ăn nhũ nhão thành ra không dám cho quay. Bây giờ nó về ăn rồi. Bảo Trung xin chào tất cả quý vị nha. Hẹn lại clip sau nha. Ok, bye bye.
Nhớ hồi đó tao quen với má mày, mày xách cây bê